Hình ảnh như trong lúc chạy lũ, châu bò, lợn gà được người dân và công nhân nhà máy tuyển đồng Tả Phời vận chuyển giúp bà con đến nơi an toàn. Gần 21 giờ tối qua, dù đã có nỗ lực khắc phục sự cố vỡ đường ống tại hồ chứa nước thải, nhưng nước thải vẫn ầm ầm chảy xuống khu dân cư. Ông Sinh đến giờ vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì chỉ phút chốc, nhà ông và nhiều đồ đạc có giá trị đã bị bùn thải vùi lấp gần 1 mét. Đi sửa nước quay về đến nhà thì thấy ở trong này là nó to ào ào, tủ lạnh này, rồi là máy lọc nước này, rồi là máy giặt quần áo này, đó là vẫn là đồ điện là hỏng hết. Ôi bị lũ lụt hết rồi, cái gì cũng mất hết đây này, bao nhiêu bụi vào. Theo ước tính sơ bộ, hiện có 46 hộ dân của xã Tả Phời đều bị ảnh hưởng từ sự cố vỡ đường ống nước thải. Đêm qua, tuyến đường qua xã vẫn ngổn ngang bùn thải. Công tác khắc phục với sự cố vỡ đường ống nước thải của nhà máy tuyển đồng Tả Phời vẫn đang được khẩn trương tiến hành. Tuy nhiên, rất nhiều những hộ dân đêm nay chắc chắn sẽ mất ngủ vì nhà cửa và tài sản của họ đã bị nước và bùn thải cuốn trôi hoặc vùi lấp. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Lào Cai, nhà máy tuyển đồng Tả Phời xây dựng 2 hồ chứa nước thải cọng đuôi, sử dụng nước tuần hoàn. Dung tích theo thiết kế của hồ chứa chính là 5 triệu mét khối, hiện đã sử dụng gần 60%. Hồ chứa nước thải được xây dựng trên cao, cách hộ dân chừng 60 mét. Nguyên nhân và trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng này vẫn đang được các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai làm rõ. Lượng mưa rất lớn và cái lượng mưa mà cái lưu vực mà nước ở các cái khu vực xung quanh ấy là rất lớn, nên là khi mà tập trung chảy vào cái lòng hồ này, đây như một cái áp lực làm cho cái hệ thống cái đường ống này bị vỡ. Vì sao nhà máy lại chưa có phương án khi để xảy ra tình trạng mưa lớn gây ngập hệ thống thoát nước mặt và ảnh hưởng đến các hồ chứa bùn thải? Và nước thải từ hồ chứa quặng đuôi trong quá trình tuyển đồng liệu có các chất nguy hại hay không? Rất cần câu trả lời của các cơ quan chức năng để những người dân tại đây nhanh chóng ổn định cuộc sống.